Đào xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Đào Dương. Chúc bà cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ nhiều sức khỏe nha. Sáng nay thì Đào có mua một 10.000 bì với thính nè. Cải trắng, củ cải đỏ, dưa leo, ớt, tắc, hành. Hôm nay Đào sẽ làm cơm bì thịt nướng. Đây Đào cũng có mua một bánh bò nướng nè. Hộp này 25.000, 5 cái để chưa ăn. Ở đây có sườn với thịt nạc nè, để hồi Đào ướp nướng nha. Giờ Đào sẽ đi lặt rau, rửa rau nè. Hành tốt không nè cô chú ơi. Hành này để hồi thắng mỡ hành. Rồi chế dưa leo, chế chanh để hồi làm nước mắm. Gọt củ cải trắng, củ cải đỏ luôn để hồi làm nước súp với lại làm xíu đồ chua. Đào tranh thủ đi rửa dưa với củ cải để hồi nấu canh. Rửa rau dưa xong thì cũng quay qua rửa thịt nè. Nhìn cọng sườn ngon quá ông bà cô chú ơi. Giờ Đào sẽ ướp thịt nè, cho vô xíu hành tỏi băm, bột niêm, xíu bột ngọt, xíu tiêu, xíu nước mắm, xíu dầu điều và xíu tương ớt nữa, xíu nước tương nữa nè, xíu đường, cái nào cũng xíu xíu hết, rồi trộn đều lên để cho nó thấm. Bị ngâm nãy giờ cũng được rồi, bây giờ rửa để cho ráo nha. Củ cải này Đào bào xíu để làm dưa chua hồi ăn cơm không bà cô chú. Rồi sắc ra để nấu canh luôn. Hôm nay không có nấu canh bằng thịt bằm mà nấu thịt sắc nè. Dưa chua thì Đào cho một miếng xíu đường, xíu muối với lại miếng giấm. Rồi trộn đều lên để đó cho nó thấm. Quay qua nồi canh cũng được rồi nè. Cho xíu nước mắm vô rồi nêm hành ngò vô rồi tắt bếp. Thịt này ướp cũng được hơn một tiếng rồi. Bây giờ Đào sẽ bỏ vô nồi chiên không dầu để nướng nha. Nhiệt độ 180 độ C trong vòng 10 phút. Rồi tranh thủ làm nước mắm để ăn cơm luôn nè. Nước mắm này Đào cho 2 muỗng đường, xíu bột ngọt với 2 muỗng nước mắm. Rồi cho thêm miếng nước sôi, cho thêm nước tương á, để cho cái màu nó được đẹp nè, quậy cho nó tan. Nước mắm ăn cơm thì Đào sẽ không có cho tắc nha ông bà cô chú. Đào cho chỉ cho ớt vô thôi, không cho tỏi luôn nữa. Rồi thắng mỡ hành. Thắng mỡ hành để hồi chan vô cơm cho nó ngon. Bì này thì Đào trộn chút xíu muối, chút xíu đường, chút xíu tiêu. Rồi cho thêm miếng mỡ tỏi cho nó thơm.
trộn đều lên. Mình trộn đều xong rồi mình bỏ thính vô mình trộn không bà cô chú. Rồi thịt cũng đã chín rồi nè. Bây giờ Đào sẽ bới cơm cho con Đào ăn trước. Hôm nay có tráng miệng là xài nữa nè. Rồi Đào cũng tranh thủ làm một dĩa cơm luôn. Chồng Đào rất là thích ăn sườn nướng nè. Cái dĩa này là của chồng Đào nha. Bà cô chú nhìn thấy hấp dẫn không? Cái này làm bán được chưa ông bà cô chú? Làm cho đời chồng Đào xong thì Đào cũng làm một dĩa nè. Trước khi ăn cơm thì mình làm xương xương miếng bánh bò nướng đi ha. Mà ông bà cô chú cùng ăn bánh bò với Đào nha. Bánh bò nướng này nó ngon lắm ông bà cô chú. Nó béo béo mà nó thơm thơm. Rồi có mè nữa nè. Rất là ngon luôn. Rễ tre nhiều lắm bà cô chú. Sáng Đào đi chợ Đào mua được một hộp. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm sườn bì với mình nha. Đây. Mời ông bà cô chú nha. Vừa ăn ngon. Ngon. Yêu thương Đào thì ông bà cô chú nhớ xem hết clip nha. Bây giờ thì Đào bye bye ông bà cô chú anh chị.